thì tôi thấy rất nhiều người đang hiểu lầm về vấn đề này. Là thay vf không có nghĩa rằng là phải tiêm trường thành phổi. Nếu cho bé mà phát triển bình thường, sức khỏe của mẹ hoàn toàn bình thường thì tại sao chúng ta phải tiêm trường thành phổi? Trường thành phổi sẽ chỉ tiêm khi cháu bé còn non tháng mà có nguy cơ bị đẩy ra ngoài, tức là bị đẻ non, thì lúc đó cái phổi của cháu bé non tháng nó chưa trưởng thành, thì bác sĩ mới phải dùng cái thuốc trường thành phổi làm gì để cháu ra cháu có thể hô hấp được, để lấy được oxy để nuôi cơ thể, lúc đó mới dùng. Còn nếu mà không có nguy cơ gì đấy thì không nên dùng làm gì. Đấy là cái mà chúng tôi khuyến cáo. Chúng ta đừng nghĩ rằng là IVF là phải dùng, hoàn toàn không có cái chỉ định về dùng trường thành phổi trong những trường hợp IVF một cách hệ thống.